24 tháng 4, Công an Hà Tĩnh đã có thông tin chính thức vụ việc triệt phá đường dây ma túy khủng trước đó vào ngày 15 tháng 4 tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An. Theo đó, sau một thời gian xác lập chuyên án, 15 giờ ngày 15 tháng 4, cơ quan chức năng đã bắt 5 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại nhà Phạm Văn Phi, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An. Tang vật vụ án và các đối tượng liên quan. 5 đối tượng bị bắt giữ gồm Phạm Văn Phi 1953, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An; Võ Mạnh Linh 1990, trú thị trấn Nam Đản; Phạm Huy Thiêm 1974, trú phường Trung Bồ, thành phố Vinh; Phạm Minh Đức 1980, trú tại thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Ngọc 1986, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ 30 thùng các tông, bên trong đựng 60 loa thùng, trong các loa thùng đựng 580 kg ma túy đá, 40 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan. Tiếp tục điều tra mở rộng, công an bắt giữ khẩn cấp Võ Văn Giáp 1974, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an đã thu 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin. Khám xét nhà Giáp, công an thu giữ 9 sổ tiết kiệm trị giá trên 7,5 tỷ đồng, 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỷ đồng và một số tài liệu, tang vật liên quan. Trong vụ án này, công an đã triệu tập 6 đối tượng liên quan, thu giữ tổng cộng 100 bánh nhân, 640 kg ma túy đã cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan. Hiện công an đang điều tra làm rõ. Hiện công an đã xác định được thêm 2 đối tượng quốc tịch Lào và 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây ổ nhóm ma túy xuyên quốc gia này. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thưởng 200.000 đồng cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Hiện vụ án đang được cơ quan công an